Hello, chào mọi người. Trời ơi, mình nhìn thấy ông nè, siêu hấp dẫn luôn nha. Đây là mắm tôm trà nha mọi người. Mắm tôm trà đặc sản của Tiền Giang mình nha. Đây là cái mắm tôm trà nè. Đó, mắm này đó mọi người ơi, rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Mùi siêu thơm nha mọi người. Được làm từ tôm tươi nha. Rất là ngon nha mọi người. Cái này là mình phải khèo lại nha. Mình sẽ nêm nếm lại là thêm một xíu gia vị nè, thêm ớt rồi nó vô cho nó hấp dẫn nha mọi người. Rồi, giờ vô chuyện luôn mọi người ơi, quá đã. Giờ mọi người thích ăn gì nè? Mặn không? Mặn này ngon lắm nha. Đây, và mình xem nè, màu rất là đẹp nha. Đây là mặn vườn nha mọi người, mặn vườn của bên ngoại mình nha, ngoại mình trồng nha mọi người. Là nó sẽ như thế này nha mọi người, đó cái gân nó đỏ như thế này nè, đó giòn đỏ bằng luôn ha, mình thấy nè. Rồi mời mọi người nha, làm chén được. Rất là ngon. Quá đã mọi người. Giờ mình sẽ ăn tiếp tới phần ổi nha. Ổi này mọi người biết là một cái gì không? Ổi này có tên là ổi ruby nha, màu nó rất là đẹp nha mọi người, một giống ổi cũng rất là lạ ha, rất là mới luôn. Ổi ruby nha, ăn nó cũng giòn giòn nha mọi người, và nó thơm nha, nó rất là thơm nha, rất là giòn mọi người, giòn lắm nha. Quá đã. Rồi, mình sẽ làm tới miếng bưởi da xanh nha. Bưởi da xanh nha mọi người nha. Mình phải bị chấm cho nó súc nha. Cái mắm này chấm với cái gì cũng ngon mọi người. Mọi người có thể làm thịt luộc nè, cú bánh tráng nè, chấm cái loại này cũng rất là ngon nha. Anh đâu? À, giờ Tiền Giang nhớ thử món mắm tôm trà này nha mọi người. Ngon lắm nha. Vô.